Rồi mình xin chào mọi người nha. Thì buổi chiều hôm nay á là mình đi đặt bẫy chim quốc á. Thì buổi trưa hôm nay á là mình có tranh thủ mình đi đặt thử, mà buổi trưa hình như chưa nắng quá là mấy chim quốc nó không có. Xong rồi buổi chiều mình mới để buổi chiều mình xuống đặt lại nè. Thì mọi người có nhớ cái ao này không? Cái ao này là hồi bữa anh em mình có đặt chấm lương ở đây một lần á, là không có lương á. Thì giờ mình xuống đây mình đặt chim quốc. Thì do mấy khu vực cho hôm bữa là mình đi xuống đây là mình thấy một con chim quốc đang tắm ở dưới suối nè. Ở hai bên này á, là ở dưới đây là có một cái suối này, do bên này là cỏ sậy á, anh mọc hết chày hết hai bên suối rồi. Thì hôm giờ mình xuống đặt nguy cơ dưới đây là nó sẽ có chim quốc cao hơn nha, tại vì nó rậm á đó. Nói chung mình đặt chim quốc là đây là cái bẫy của chim quốc này đây nè. Thì nói chung đặt cái bẫy nó cực kỳ là nhanh luôn, nhanh lắm chứ không phải rắc rối gì đâu. Mình chỉ cắm xuống á, mình cắm xuống rồi mình bung mấy cái vòng này ra là được nè, bung mấy vòng này ra là được nè. Thì hiện tại đây là có 2 giờ chiều rồi. Mình đi xuống đặt, nếu mà 2 giờ chiều mình đặt không được á thì mình sẽ đợi đến chiều cỡ 3 rưỡi hay 4 giờ á, là mình quay lại. Mình quay lên trên kia mình đặt kìa. Ở bên trên kia hồi bữa mình vô đây mình chơi á thì mình buổi chiều chiều là cỡ 5 giờ chiều là mình nghe tiếng quốc nó kêu. Kiểu như nó đi ăn xong rồi buổi chiều nó về nó ngủ á, là mình nghe nó kêu ở trên đó. Do bữa hồi trưa mình lên mình đặt nhưng mà nó lại không có về. Chim quốc nó không có về, nó đi ăn rồi chưa về á. Thì giờ mình để mình làm bẫy đó, quốc hay không á thì mọi người sẽ đợi kết quả nha, đợi kết quả sau vài phút. Nếu mà có thì cỡ 15 phút 20 phút là nó đã bắt đầu nó đã về rồi. Nếu mà không có thì mình sẽ không bẫy nữa, mình sẽ đợi đến 5 giờ chiều mình bẫy tiếp. Thì giờ mình sẽ làm bẫy quốc đó. Mình sẽ đặt máy đây, mình bắt đầu mình sẽ làm bẫy nha. Thì đó, giờ mình đã làm xong rồi nè, giờ mình chỉ mở máy lên thôi nha. Mình mở máy lên mình để cỡ 50 phút á, nếu mà có chim quốc á là nó sẽ về liền. Nói chung cái chim này nó cũng y như con chim quốc á, con chim cúc á, thì nó còn dạng hơi máu đá luôn. Bán chim là cái dòng cực kỳ là máu đá luôn. Đó thì thôi, giờ mình đã làm xong bẫy rồi, mình sẽ mở máy lên. Mọi người hãy cùng theo dõi video này với mình nha. Rồi mình sẽ mở máy lên ạ. Music. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully.